Rau xanh, xương heo, thịt bò, bún, giá, cả, hành lá. Quan trọng là gia vị nấu bún bò. Như sẻ này nhiều hết ta. Nhiều quá ta. Nhiều sẻ quá hả? Có củ hành không? Không, bếp nấu. Sau khi hầm xương 1 tiếng đồng hồ cộng thêm 45 phút bỏ thịt vào là 1 tiếng 45 phút và 2 tiếng thịt nó cũng ngon mềm. Đây là
là cái gia vị bún bò. Đây là lần đầu tiên nấu bún bò, nào giờ cũng chưa có nấu lần nào. Không có biết mua mắm nêm đâu, như mua cái bột gia vị. Bây giờ không biết là bỏ vô nó ngon hay dở, cho nên giờ khui trước, đổ ra tô quậy quậy nếm thử nó có vị gì trước hay đã. Rồi bỏ vô cái nồi, nguyên một cái nồi 3 kg thịt. Nghe mùi mắm sẽ ít quá ta, ít một cái nồi to là đủ ta. Em đừng nói là cái vị gì được. Giống như tương ớt không vậy ta? Cảm nhận được cái mùi mùi bây giờ cũng không có cảm nhận mùi mắm, nó giống như nó hơi chua chua mặn mặn của muối, cho nên bỏ vào hay mình nêm theo cách của mình ta. Sa tế, xả, tỏi, ớt, dầu cọ, đường tinh luyện, muối. Mình nếm cái này vô xong rồi thì nó đâu có màu đều đâu. Mình nếm cái này xong rồi mình hỏi mình nếm. Ngoài cái mặn đó nó không có cái vị gì hết trơn. Quyết tâm đổ vô. Vị gì nó nồi thịt này là bao ngon. Xả. Quyết tâm đi qua tiệm siêu thị mua cái mắm Huế với lại lòng hồng. Sô-cô-la ơi, vô bưng nè con. Tô nhiều tiền. Tô này nhiều tiền, bưng cẩn thận không? Vin ơi, tô nè, con tô nào. Rồi cho tôm tô này luôn. Bưng được không? Được. Tô đặc biệt nha. Lấy mấy tô kia 20 ngàn. Làm tô này 50 ngàn coi chứ. Coi cục này thôi. Là đủ rồi nha. Là giống như không, chất sò. Không cần. Sò giọt sơn. Thì là tô đặc biệt. Tô đặc biệt vậy thôi chứ đâu có gì nữa. Có cục xương nè. Dữ dàng lại cậu sợt xí quát à. Giật sực cái con xương nè. Wow, tô đặc biệt nè. Nước sôi, nước sôi, nước sôi. Tô đặc biệt, tô đặc biệt. Nước sôi. Rồi. Một tô thì là 25 ngàn, một tô 15 ngàn, còn tô đặc biệt có cục xương đó là 50 ngàn. Rồi bây giờ review cái tô đặc biệt này coi. Đây là bún mắm nhà lòm, rồi thêm một miếng ớt vô cho nó cay lên đó. Đây có cục xương, xương là tô đặc biệt à. Đây có gân, miếng xả, bún, vừa có rau. Thì bây giờ là mình ăn salad đi. Rồi cộng salad. Ai muốn ăn rau muống thì cho rau muống nha. Đây rau muống sống luôn đó. Thêm cộng rau muống nữa. Rau muống này tự bào luôn. Rồi cho ít giá nữa. Bây giờ trộn lên. Trộn lên. Rồi. Rồi bây giờ thử một miếng nước lèo cái coi. Đầu mắm tiên làm gì cũng hay là thử miếng nước lèo. Nãy tôi ăn cơm, giờ tôi mắm này no. Ngon nhuyễn á, mà hơi cay một chút. Rồi, giờ thử một miếng thịt coi nó có mềm không. Hầm gần quá đi. Rồi. Cay sặc rồi phải không? Không. Bây giờ thử một miếng này nha. Này gầu, ngon quá. Ừ, vào Huế, Sài Gòn, ăn dây thôi. Mà đau vô rồi. Làm thử miếng bún không? Nó làm miếng được thịt mà. Được đó. Good job you. Amazing good job you. À, thêm giá hả? Đưa con thấy cái vị sao nó. Ăn cũng ngon, ít nước béo cho nên đỡ nghe. Thơm thấy sao? Giống bún bò Huế. Giống bún bò Huế luôn hả? Cái anh nãy tưởng ăn tưởng phở hả? Thấy sao vậy? Ngon. Ngon không? Nhớ dán nắp anh nha.
Rồi bây giờ hỏi bà nấu nè. Ôi, chắc nấu này chắc đâu đặc biệt. Có to à? Nhanh hết. Không thấy bị nó nằm. Không có là giống của quê mà tiệm nấu, tại vì không có xả sa tế với lại dầu điều gì không có. Rồi, điều bún thì bộ Huế mà nấu Sài Gòn nó phải vậy thôi chứ sao. Nhưng mà chắc là thật không ạ? Thật ra ngon lắm á. Mọi người nhìn lên đây cười tươi lên gác coi. Hấp dữ quá à. Lớp này ấm bụng ngon quá. Nhưng mà hơi nhiều tiêu. Xương hả? Xương. Rồi 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 nha. Trời ơi. Hả? Đi quánh luôn hả? Trời ơi Biến. Xương hả? Tôm đâu? Alo, có cần gọi gì nè hả? Vô trong lấy thêm cột, bán không có luôn nè. Quá dữ. Nước không, mất chi. Vâng. Rồi 1, 2, 3 đua. 2, 3, đua. Không. Đúng không? Cuộc chiến đại chiến bún bò bắt đầu. Gụn 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 vô. Xương ngọt. Xương ngọt nữa. Chào xong để cục xương bên đây đừng hết nước. Cô tôm ăn luôn thấy no luôn.